Xin chào các bạn. Trong tình hình dịch coronavirus đang lan rộng khắp nơi trên thế giới như hiện nay, thì hầu hết các trường học ở Mỹ, Việt Nam và nhiều nơi khác đã yêu cầu chuyển sang mô hình dạy online. Chính vì vậy, hôm nay mình làm cái video này để chia sẻ 10 cái kinh nghiệm cá nhân của mình trong việc dạy online 2 năm vừa rồi cho các bạn sinh viên lớp sinh hóa ở trường đại học Oklahoma State University nơi mình đang công tác, với hy vọng là sẽ giúp tăng hiệu quả của việc dạy và học, làm cho sinh viên cảm thấy hứng thú hơn và tiếp thu tốt hơn trong cái giai đoạn mà học online hiện nay. Thì đầu tiên mình xin bàn về cái phần mềm dùng để thu bài giảng online. Thì hiện nay trong tình hình dịch coronavirus hay là COVID-19 đang bùng nổ, thì công ty Smith, nơi mà chuyên cung cấp các phần mềm để thu bài giảng á các bạn, thì người ta đang cung cấp miễn phí cái ứng dụng gọi là TestMeet Naked miễn phí từ đây cho đến cuối tháng 6 năm 2020 để giúp mọi người thu bài giảng trực tiếp từ cái file PowerPoint mở trên máy tính. Và có thể thu kết hợp vừa cả người giảng và bài giảng, hoặc là thu riêng ra, rất là dễ sử dụng. Thì các bạn có thể tham khảo thử cái phần mềm này. Còn cái phần mềm mà mình hay sử dụng hiện nay á, thì nó có tên gọi là Camtasia. Thì cái phần mềm này nó có free trial, thì bạn nào chưa từng sử dụng thì có thể download để sử dụng thử. Thì thường nó hay giảm giá cho các giảng viên của các trường đại học ở Mỹ. Thì ở Việt Nam thì mình không rõ là có được giảm giá hay không. Nhưng mà đây là cái phần mềm mà mình thường xuyên sử dụng để thu tất cả những cái video của mình trong cái việc dạy online. Thì thí dụ như mình có thể lấy cho bạn xem một cái ví dụ cái ứng dụng Camtasia như thế nào nhé. Thì đây là một cái giao diện của cái phần mềm Camtasia mà khi mà mình thu bài giảng. Thì đầu tiên bạn sẽ vào cái nút mà gọi là record để bắt đầu thu bài giảng của mình, và chọn cái màn hình là thu trực tiếp trên màn hình của máy laptop, hoặc là thu cái người giảng thôi, hoặc là thu cả hai. Thí dụ như ở đây mình có thể thu trực tiếp từ cái phần mềm của cái giao diện này, hoặc là mình có thể add một cái video mà mình đã thu ở chỗ khác dưới cái đuôi là MP4, tức là MP4 á các bạn, để bỏ vào đây. Rồi sau đó thì bạn có thể kéo thả nó xuống phần dưới này thôi, rất là tiện để mà theo dõi. Và khi đó thì bạn có thể chỉnh sửa các hiệu ứng ở phía bên này sau khi mà bạn kéo thả cái video mà bạn đã thu từ trước xuống đó. Thì đó là một cách, hoặc là mình có thể thu trực tiếp từ cái giao diện của Camtasia. Và bây giờ đến yếu tố thứ hai mình muốn bàn đến là độ dài chuẩn của mỗi video là bao nhiêu. Thì dựa trên thống kê trong khoảng 3 năm trở lại đây ở trường của mình á, thì các chuyên gia mà người ta chuyên dạy về thiết kế bài giảng online á, thì đúc kết ra rằng cái độ dài video không nên dài quá từ 10 đến 15 phút để mà tăng cái sự chú ý và tập trung của học sinh, sinh viên khi mà theo dõi nội dung. Thì nhất là trong cái thế hệ trẻ hiện nay rất là chuộng những cái video ngắn á các bạn, trong khoảng 5-10 phút thì thu hút nhiều người xem hơn là những video quá dài, nhất là những cái bài giảng với nội dung khoa học hay là đòi hỏi sự tập trung cao, sự chú ý để có thể hiểu được nội dung. Thì một cái bài giảng dài nên ngắt ra, chia ra thành nhiều cái video nhỏ thì sinh viên sẽ thích xem hơn là một video duy nhất mà rất là dài. Thì mình cũng đã phỏng vấn và hỏi những cái sinh viên học online của lớp mình trong 2 năm vừa rồi, thì các bạn cũng phản hồi đúng như vậy, là các bạn đấy thích xem nhiều video ngắn hơn là một cái video thật là dài cho mỗi cái bài giảng. Thì mình cũng xin lưu ý với các giáo viên là hãy chia nhỏ cái bài giảng của mình ra, tức là thu, bạn có thể thu một lần thôi toàn bộ một cái video dài trong khoảng 1 giờ đồng hồ hoặc là hơn, và sau đó mình có thể edit, tức là cắt nó ra thành nhiều cái video nhỏ để post lên cho các sinh viên, học sinh xem, thì sẽ giúp cho các bạn đấy tiếp thu và hiểu tốt hơn nội dung của bài giảng. Và cái bí quyết thứ ba mà mình muốn nói ở đây là cái phương pháp gọi là case studies. Nó có thể áp dụng cho cả dạy online và dạy offline luôn, tức là dạy trực tuyến hay là dạy tại lớp. Đó là hãy start with a story. Tức là đây là cái sách mà chuyên dạy về case study method of teaching college science, tức là phương pháp mà giảng dạy khoa học ở bậc đại học, chuyên bằng cái phương pháp gọi là những cái case study, là tức là những cái câu chuyện và đặt những cái vấn đề khoa học, và sau đó các bạn học sinh, sinh viên sẽ dùng những cái kiến thức trong bài giảng áp dụng vào để mà giải quyết cái vấn đề. Thì cái phương pháp học này nó rất là tốt,
nó tăng cái sự hiếu kỳ, tò mò của các bạn học sinh sinh viên khi mà tiếp cận vấn đề dưới dạng một cái câu chuyện, một cái story hay là một cái case study, tức là tùy theo cái môn mà bạn giảng dạy. Thí dụ như mình dạy về sinh hóa thì mình sẽ đưa ra các case study về các bệnh mà bệnh nhân gặp phải, rồi bệnh học sinh sẽ đóng vai trò giống như là bác sĩ để nghiên cứu coi là nguyên nhân cái bệnh này là do đâu và cách chữa trị là như thế nào. Thì đây là một cái cách mà nhằm tăng cái sự tập trung và cái động lực giúp cho sinh viên có thể học cái nội dung đó một cách chủ động hơn, tích cực hơn và thậm chí là có thể ghi nhớ lâu hơn và tăng cái sự yêu thích, đam mê trong khoa học và đặc biệt là trong cái môn học mà bạn đang giảng dạy. Và xin giới thiệu với các bạn, đây là cái nguồn, cái website mà mình hay sử dụng, National Center for Case Study Teaching in Science, tức là một cái thư viện quốc gia của Mỹ tập trung tất cả những cái case study, tức là những cái bài giảng, những cái vấn đề để áp dụng trong các môn trong khoa học. Thì nếu mà các bạn muốn tạo một cái account thì các bạn có thể đăng ký ở đây. Nếu mà bạn trả tiền khoảng 25 đô một năm ấy, thì nó sẽ giúp cho các bạn có được cái thiết kế bài giảng của mỗi cái case study và thậm chí là cái lời giải luôn. Còn nếu như bạn muốn sử dụng miễn phí thì bạn vẫn có thể lấy được cái case study như bình thường, không cần phải trả tiền ha. Thì thí dụ như là ở đây bạn muốn tìm những cái case, tức là những gọi là như thế nào nhỉ? Là những cái câu chuyện mà nó lồng ghép cái nội dung khoa học đặc thù của cái môn mà mình dạy á, thì mình có thể search bằng keyword ở đây. Thí dụ như là nếu như mà bạn giảng dạy về sinh hóa thì bạn có thể lấy một cái nội dung nhỏ ở trong đây để vào cái keyword này để search, tức là để tìm á. Còn không thì bạn có thể tìm theo cái chủ đề. Thí dụ ở đây có rất là chủ đề các môn khoa học khác nhau, các bạn thấy không? Từ hóa học cho đến sinh hóa cho đến tế bào học và thậm chí là những cái môn về xã hội học ở đây cũng có nè, những linguistic. Rồi nói chung là rất là đa dạng, physics, psychology đều có hết ha các bạn. Thì các bạn có thể vào đây để tìm. Hoặc là theo cái level, tức là theo trình độ ấy, thì dành cho sinh viên giống như là cấp 2 này, cấp 3, sinh viên đại học 2 năm đầu, 2 năm cuối, sinh viên cao học, hay là thậm chí là dành cho để dành cho giáo viên, như mình những cái tập huấn khoa, những cái khóa tập huấn dành cho giáo viên. Và những cái phương pháp để triển khai cái case study, tức là cái phương pháp giảng dạy này dưới hình thức là tranh luận hay là phương pháp clicker, tức là dùng cái phương pháp gọi là trắc nghiệm á, multiple choice, và rất là nhiều cái mà mình có thể áp dụng như phương pháp thảo luận. Rồi những cái lĩnh vực từ giống như là lịch sử, pháp luật, khoa học, tranh luận và vấn đề xã hội vân vân. Và cái này là cái năm mà cái case study đó đã được xuất bản. Thì đây là một cái website mà mình khuyến khích các bạn hãy vào đây để tham khảo và tìm những cái case study mà phù hợp với cái nội dung bài giảng của mình để nhằm khuyến khích sinh viên chủ động áp dụng những cái gì mình học vào trong thực tế, đó gọi là real life application hoặc là research application, làm cho phát triển cái tình yêu khoa học của các bạn học sinh sinh viên một cách rất là thực tế. Thì để mình nói thêm một chút về cái phương pháp case study này ha. Thì thường á, là ở trong cái lớp mà mình dạy online thì mình sẽ giao cho các bạn, mỗi bạn sẽ tự đọc cái case study hay là cái story này và tự nộp lại cái báo cáo riêng ở trên online. Và mình cũng còn những cái lớp mà mình dạy trực trực tiếp tại lớp và thậm chí ở lớp online mình cũng khuyến khích cái hình thức gọi là teamwork, tức là làm việc theo nhóm. Tức là các bạn có thể gặp gỡ với nhau và để cùng thảo luận về cái case study đó và cùng viết viết tay. Tức là mình sẽ yêu cầu là nộp cái bài, một cái file báo cáo và gồm có chữ viết tay của nhiều bạn khác nhau để chứng tỏ đây là một cái công việc kết hợp hợp tác của nhóm và mọi người đều đóng góp một cách công bằng và gọi là fair, tức là công bằng, mọi người đều phải đóng góp bằng nhau trong cái báo cáo đó. Còn tại lớp thì mình chia cái lớp học của mình ra thành từng cái nhóm nhỏ trong khoảng từ 3 4 bạn sinh viên ngồi quay lại với nhau và sẽ thảo luận theo nhóm. Và sau đó cùng trả lời câu hỏi tại lớp trong một cái tiết học luôn. Thì điều này nó rất là có lợi ích, nó vừa có hai tác dụng, vừa giống như là giúp cho thay đổi không khí của lớp học,
thay vì cứ giảng bài rồi học sinh ngồi nghe đúng không, thì nó gọi là phương pháp dạy bị động. Còn phương pháp học chủ động là sao? Tức là giáo viên chỉ đưa ra vấn đề và hướng dẫn sinh viên, đưa ra những cái kiến thức nền tảng và hướng dẫn sinh viên có thể áp dụng cái kiến thức đã học vào trong cái việc giải quyết một vấn đề cụ thể. Đó là một phương pháp gọi là active learning, một phương pháp học chủ động. Và đồng thời khuyến khích gọi là cái teamwork, tức là tinh thần đồng đội, tinh thần hợp tác nhóm, giúp cho các bạn có thể hợp tác trao đổi những ý kiến với nhau, tranh luận, tăng cái tính critical thinking, tức là những cái tính mà tranh luận đa chiều ấy, và giúp cho các bạn làm quen với nhau trong một cái lớp học và có thể hợp tác được với nhau nhiều hơn bên cạnh cái việc là chỉ đến lớp không. Thành ra mình khuyến khích là các bạn có thể áp dụng cái phương pháp case study, nó còn gọi là problem based learning hoặc là teamwork learning để, hoặc là group study để vào trong lớp học của mình nhằm tăng cái tính tích cực và chủ động của học sinh sinh viên. Và đến cái thứ tư mình muốn bàn ở đây là cái hình thức để thi online trong những cái bài thi dài tầm 1 tiếng đồng hồ. Thì mình sử dụng cái ứng dụng của ProctorU là một công ty chuyên cung cấp cái dịch vụ để mà gọi là giám sát thí sinh trong thời gian thi. Thì nó sẽ yêu cầu một người ngồi trực tuyến và theo dõi cái màn hình trực của cái thí sinh thi thi á, thì giữa học sinh sinh viên khi thi, và để đảm bảo là học sinh sinh viên đó không có mở bất kỳ một cái website là một cái bài giảng gì để hỗ trợ trong lúc thời gian thi, và để đảm bảo là cái phòng, cái không gian thi đó không có ai hỗ trợ hay là dùng những cái nguồn tài liệu, bởi vì cái camera nó sẽ dùng cái camera trực tiếp từ máy tính của sinh viên và quay trực tiếp, vừa kiểm soát cái sinh viên đó về âm thanh xung quanh như thế nào, về cái hình ảnh và cả cái màn hình mà cái sinh viên đó đang đang làm bài thi luôn. Thì cái ProctorU nó sẽ yêu cầu là bạn phải trả phí khoảng 15 đô một giờ cho một cái mỗi người, thì học sinh sinh viên có phải tự trả cái phí đó hoặc là tùy theo trường có sự hỗ trợ cụ thể nào hay không, thì mình sẽ mở cái website đó để cho các bạn tham khảo qua của ProctorU. Và đây là website của ProctorU, các bạn có phải vào đây để đăng ký tài khoản cho cả giáo viên lẫn sinh viên học sinh. Và rất là dễ, ví dụ như là giáo viên có thể vào đây để mà tạo ra một cái bài thi, và sau đó sinh viên có thể vào để đăng ký. Ví dụ như các bạn có thể thấy mình tạo ra những cái bài thi cho lớp của mình vào các học kỳ, 2 học kỳ khác nhau, và mình có thể kiểm soát được có bao nhiêu người đăng ký và thời gian mà sinh viên đăng ký thi là như thế nào. Và nếu mà mình click vào thì nó sẽ cho mình cái thông tin cụ thể của cái sinh viên đó. Ví dụ như là vừa rồi có 3 sinh viên đăng ký cái lớp online, đi thi online, tại vì mặc dù là mình dạy online nhưng mình cho các bạn để lựa chọn là đến tận campus, tức là đến tận lớp để thi, thì hầu hết các bạn đến lớp để thi, chỉ có một số ít bạn ở những cái thành phố khác thì vào đây để đăng ký thi online thôi. Và sẽ yêu cầu sinh viên phải show cái student ID để kiểm tra xem có phải đúng sinh viên đó với cái tên đó để làm bài thi, để tránh cái việc thi hộ. Và bên ProctorU cũng sẽ gửi những cái hướng dẫn cụ thể step by step, tức là từng bước một cho cả giáo viên lẫn sinh viên học sinh để có thể hỗ trợ cái việc thực hành thi thử trước như nào nếu mà bạn muốn, trước khi mà bạn làm bài thi thật. Vì vậy nó cũng là rất là dễ sử dụng. Và cái yếu tố thứ năm mình thảo luận ở đây đó là gọi là weekly guidelines, tức là hướng dẫn hàng tuần. Thì cái mục đích ở đây là gì? Là tạo cho sinh viên ở trong cái môi trường học trực tuyến có một cái gọi là một cái lịch trình quen thuộc, gọi là consistent schedule. Nó giúp cho sinh viên học sinh có thể biết được là vào những ngày nào cụ thể mình sẽ expect, hoặc là mình sẽ nhận được những cái gì từ phía giáo viên, hoặc là những cái bài tập, bài kiểm tra gì từ quiz, homework, case study, exams, đó là những bài kiểm tra. Thì thường là mình sẽ bảo đảm cái tính consistent, tức là cái tính ổn định này. Vào thứ hai, sáng thứ hai hàng tuần mình luôn gửi cho sinh viên một cái email thông báo cụ thể cái nội dung mà sẽ triển khai trong cái tuần đó, có những cái bài tập là những cái assignment gì mà sinh viên cần phải hoàn thành, cái thời hạn là vào lúc nào, và thường cái thời hạn đó mình luôn giữ cùng một giờ. Thí dụ như là vào đúng 11 giờ tối ngày thứ năm hàng tuần là các bạn đấy phải hoàn thành cái bài quiz online. Thì cái việc này bạn có thể dùng cái Outlook Express ấy, là cái email mà nó có thể cho mình schedule cái thời gian gửi cái email đó vào một cái giờ cụ thể, một cái ngày cụ thể luôn. Ví dụ như là mình gửi, mình set up là cái email thông báo về nội dung trong cái tuần mới sẽ vào 7 giờ sáng thứ hai hàng tuần, và mình soạn cái email đó trước vào cái tối hôm trước rồi, và sau đó buổi sáng thì email đó sẽ tự động gửi đi cho toàn bộ sinh viên trong lớp.
Điều đó rất là có lợi, giúp cho sinh viên có thể biết trước và lên kế hoạch trước cái việc học của mình. Bởi vì hầu hết những sinh viên học online của lớp mình là những người có thể đi, họ vừa đi làm, vừa đi học. Thành ra là họ sẽ thể sắp xếp cái thời gian của mình làm sao để hợp lý nhất, hoàn thành cái thời gian, những cái bài kiểm tra đó một cách đúng thời hạn. Đó là yếu tố thứ năm ha. Rồi cái yếu tố thứ sáu gọi là study guides, tức là những cái hướng dẫn ôn tập trước mỗi cái kỳ thi. Ví dụ như là trong một cái học kỳ mình có bốn cái bài thi nhỏ gọi là midterm exams, trước cái final exam, tức là bài thi cuối kỳ. Thì trước mỗi cái bài thi như thế thì mình thường cung cấp cái study guides, tức là nó sẽ giúp cho sinh viên tóm tắt nhìn thấy những cái nội dung chính mà mình highlight ở trong mỗi cái bài giảng. Ví dụ như trong mỗi cái unit đó sẽ có bốn bài giảng, thì trong mỗi bài giảng mình sẽ expect, tức là mình sẽ yêu cầu sinh viên phải hiểu những cái đề mục gì. Thì nó cái study guide đó, nó rất là ngắn gọn và cô đọng, nó không phải là một cái tóm tắt bài giảng mà nó chỉ là những cái gạch đầu dòng, những cái concept, những cái nội dung chính trong mỗi bài giảng và những cái thực hành, những cái yêu cầu về những cái công thức, về những cấu trúc gì đó tùy theo cái môn học của bạn mà sinh viên cần phải hiểu vào trong mỗi cái bài giảng cụ thể. Thì điều đó rất là tốt, nó giúp cho sinh viên có một cái gì đó cầm trong tay để mà kiểm tra, check lại những cái khái niệm, những cái nội dung chính mà mình cần phải ôn tập và những cái gì mình bị thiếu sót cũng có thể dễ dàng phát hiện được. Thì đó là một điều rất là tốt cho sinh viên, nhất là trong cái môi trường online. Rồi cái yếu tố thứ bảy là vào cái bây giờ bạn dạy online ngay từ đầu á, tức là ở đây mặc dù là mọi người có nhiều người là bất thình lình vì chuyển sang dạy online do cái tình hình về coronavirus, nhưng mà nếu như bạn phải dạy một cái lớp online ngay từ đầu thì ngay từ cái tuần đầu tiên bạn sẽ post là up cái syllabus, tức là cái giáo trình của cái môn học đó lên trên mạng của cái lớp học, đúng không? Thì bạn nên cho một cái câu hỏi cho cái syllabus đó, nó gọi là syllabus quiz. Bởi vì sao? Bởi vì cái syllabus hay là cái giáo trình của môn học đó nó giống như là một cái contract, một cái hợp đồng giữa giữa giáo viên và sinh viên, và hai bên cùng thống nhất với nhau những cái policy, tức là những cái chính sách về việc thi lại hay là nộp bài trễ hay là mất lỡ mất bài thi, về những cái việc đột xuất thì sẽ có những cách xử lý như thế nào, rồi những cái yêu cầu cụ thể là phải xem video, tất cả video, rồi phải nộp bài đúng thời hạn. Thì tất cả những cái đó nó thể hiện trong cái phần syllabus và không phải sinh viên nào cũng đọc hết và nhớ hết đâu bạn, bởi vì cái syllabus nó thường khá là dài, khoảng tầm 3-4 trang, và sau khi sinh viên, có nhiều sinh viên còn không bận tâm đọc hết, chứ đừng nói là đọc mà nhớ hết. Thì chính vì vậy mình làm một cái gọi là syllabus quiz question, tầm 20 câu hỏi ngắn trong khoảng 2 trang thôi, và giúp cho sinh viên trả lời. Khi trả lời những câu hỏi đó thì highlight những cái ý chính, ví dụ như là nếu mà bạn nộp bài thi trễ thì việc gì sẽ xảy ra và hoặc là bạn cần phải làm gì, nếu mà bạn cần muốn phải thi sớm hơn cái lịch trình mà đề ra cho lớp. Thì qua cái syllabus quiz question đó, nó sẽ giúp cho sinh viên nhớ ra những cái yêu cầu chính của môn học này, những khi mình gặp những vấn đề gì thì mình cần phải xử lý ra như thế nào, và rất là giúp cho các giáo viên về sau rất là đỡ mệt khi mà phải giải quyết những cái vấn đề đó, và sinh viên cũng có một cái sự chuẩn bị tốt hơn ngay từ đầu học kỳ cho môn học của mình. Và bây giờ mình nói đến cái yếu tố số 8, tức là cách thiết kế các bài kiểm tra. Thì các bài kiểm tra quiz của mình thường là kết hợp giữa nhiều dạng câu hỏi, vừa multiple choice, tức là trắc nghiệm này, những câu hỏi ngắn, những câu hỏi điền vào chỗ trống. Thì nó giúp cho mình có thể kiểm tra một cách đầy đủ hơn nội dung của cái bài giảng, và cũng yêu cầu là sinh viên không được dùng tài liệu, nhưng mà dĩ nhiên là mình không kiểm soát được cái đó. Chính vì vậy mình phải thiết kế làm sao mà cái nội dung và cái số lượng câu hỏi trong cái thời gian đó chỉ sinh viên nào mà đã có sự học bài trước, chuẩn bị trước thì có thể hoàn thành kịp thời hạn. Còn nếu mà mở ra tài liệu để tìm thì sẽ không thể hoàn tất đúng trong cái thời hạn, ví dụ như là 15 hay 20 phút kiểm tra đó được. Với lại cái số lượng câu hỏi khoảng tầm 20 câu. Thì hàng tuần thì mình thường cho một hoặc là hai bài quiz, hoặc là một hoặc hai bài đó bao gồm quiz hoặc là case study, để giúp cho sinh viên thực tập và hiểu sâu hơn cái nội dung bài giảng online đó. Đó là cái yếu tố thứ 8. Cái yếu tố thứ 9 là giúp cho sinh viên, khuyến khích sinh viên phải xem những cái video.
Bởi vì khi mà bạn dạy online sẽ có một cái vấn đề là sinh viên chỉ đọc cái PowerPoint slide thôi, chứ không có kiên nhẫn mà coi hết những cái video đó. Ví dụ như là ở trường mình dùng cái Canvas thì nó sẽ giúp cho mình kiểm tra cụ thể là sinh viên đó đã xem cái video đó hay chưa, xem trong vòng bao nhiêu phút. Nhưng mà nếu như mà bạn mà không có những cái hỗ trợ như thế thì bạn cần phải có những cái biện pháp để khuyến khích sinh viên để xem cái video đó. Ví dụ như mình thì mình sẽ nói là vào cuối kỳ, nếu như mà những sinh viên nào mà có xem đầy đủ video trong lớp và mình có thể kiểm tra được bởi vì mình dùng Canvas, thì những sinh viên đó sẽ được xem xét để làm tròn điểm. Ví dụ như là sinh viên đã 89,5%, tức là còn có 0,5% nữa thì có thể chuyển từ điểm B đến điểm A. Thì nếu như sinh viên đó xem đầy đủ các video trong suốt học kỳ thì mình sẽ xem xét và có thể tạo điều kiện cho sinh viên đó làm thêm một cái bài kiểm tra nào đó để giúp cho sinh viên đó có thể chuyển từ 89,5% lên 90% để có thể chuyển từ B lên A. Thì đó là một cái hình thức khuyến khích. Và đến cái yếu tố thứ 10, đây là mình muốn áp dụng cho cái dạy online trong bất kỳ cái lớp học nào, không chỉ cái giai đoạn tạm thời này. Đó là cái việc mà thiết kế cái bài thi, những cái bài thi chính á, những bài dài khoảng 1 tiếng, là bài thi cuối kỳ khoảng 2 tiếng, thì các giáo viên nên có thể sắp xếp để cho sinh viên cái nhiều cái sự lựa chọn. Ví dụ như là có thể lấy cái bài thi đó trực tiếp online bằng Brought to You như mình có hướng dẫn lúc nãy, hoặc là có thể đến campus, tức là offline, hoặc là thi tại chỗ thì sẽ không mất phí và đồng thời giúp cho sinh viên có thể đặt câu hỏi trong quá trình thi, có thể có những cái câu hỏi gì mà thắc mắc về về cái bài thi đó thì có thể giơ tay phát biểu. Và đồng thời thì mình nên có những cái review section, tức là những cái buổi ôn luyện, những cái buổi ôn tập trước mỗi cái bài thi. Thì dĩ nhiên là nó không áp dụng trong cái thời kỳ đang có corona hiện nay, nhưng mà mình nói là áp dụng cho những cái bài giảng học lớp học online nói chung sau này á, thì thường là mỗi cái bài thi mình thường có một cái gọi là review section khoảng tầm 1 đến 2 tiếng để cho giúp cho sinh viên có thể đến để ôn tập lại những cái nội dung chính và đặt câu hỏi trước bài thi. Thì cái review session đó thường là vào buổi chiều tối để những cái sinh viên mà đi làm thì có thể tham gia mà không có gặp trở ngại. Và đồng thời những cái lớp mình dạy như là OSU thì thường mình có TA, tức là trợ giảng, thì mình cũng có một cái hướng dẫn cụ thể, những cái expectation, những cái yêu cầu cụ thể dành cho trợ giảng ngay từ đầu học kỳ, mình đưa luôn cho bạn đấy để mà hai bên thống nhất với nhau những cái expectation là những cái yêu cầu của bạn mình. Ví dụ như là bạn ấy có thời hạn là tối đa là 1 tuần để hoàn tất những cái bài thi, những cái bài kiểm tra tính từ thời điểm mà sinh viên nộp lên cái hệ thống online cho đến lúc bạn ấy nhập điểm lên hệ thống thì thời gian tối đa là 1 tuần. Thì mình có thể gửi, để chắc ăn thì mình thường hay gửi lời giải cho những cái bạn trợ giảng đó để đảm bảo là các bạn đó chấm theo đúng cái yêu cầu của mình và đồng thời cũng có nhiều cái sự linh hoạt trong cái việc chấm điểm. Thì đó chính là 10 cái chiến lược mà mình muốn chia sẻ với tất cả các giáo viên đang và sẽ chuyển sang dạy online. Và nếu như mà các bạn muốn tham khảo những cái feedback, tức là những cái phản hồi từ phía sinh viên mà những lớp mình dạy online, thì mình có để cái đường link ở phía dưới để mà các bạn có thể tham khảo những cái comment, tức là những cái bình luận từ sinh viên mà sau khi kết thúc khóa học thì đã tham gia để mà trả lời những câu hỏi đánh giá về môn học của mình cả online lẫn offline, tức là dạy online lẫn dạy trực tuyến, là dạy trực tuyến hay là dạy tại lớp. Thì các bạn có thể thấy được là những sinh viên đó yêu thích cái gì và không thích cái gì trong cái lớp học của mình, thì các bạn có thể tham khảo. Mình hy vọng là chia sẻ 10 cái chiến lược trong phương pháp dạy online này sẽ giúp ích cho các bạn trong việc dạy và học một cách hiệu quả trong môi trường trực tuyến. Và trong video tiếp theo, mình dự định sẽ chia sẻ những cái phương pháp dạy hữu ích làm sao để tăng cường cái động lực, niềm say mê trong cái việc học của học sinh sinh viên, giúp cho các bạn ấy có thể thấy được cái tầm quan trọng của cái môn học và làm sao để áp dụng những cái môn học đó vào thực tế. Ngoài cái phương pháp case study mà mình đã giới thiệu hôm nay thì vẫn còn nhiều cái phương pháp khác rất là hiệu quả đã được các nhiều cái nghiên cứu về giáo dục chứng minh trong nhiều năm ở Mỹ, và mình sẽ giới thiệu là mình đã áp dụng những cái phương pháp đó như thế nào trong những cái bài giảng của mình. Và một lần nữa các bạn có thể tham khảo những cái đánh giá từ sinh viên của mình cho lớp học của mình để thấy là những cái phương pháp đó nó có hiệu quả như thế nào.
sinh viên có hoàn toàn thẳng thắn và trung thực khi đưa ra những cái đánh giá đó mà không cần phải để tên của mình vào. Thì chính vì vậy những sinh viên Mỹ thì họ rất là thẳng thắn trong cái việc đánh giá giáo viên của mình, như các bạn đã biết. Thì xin cảm ơn các bạn đã theo dõi, và nếu như các bạn nào cảm thấy những thông tin này hữu ích thì có thể ủng hộ mình bằng cách subscribe để mình có thêm nhiều động lực để làm video chia sẻ với các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo.